Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em. Thì hôm nay tiếp tục em lên sóng của em mi đấu xòe tam hoàng, đầu mặt cực đẹp các bác nhé. Em này thì rất là cao cầu mà cũng thuần 100% rồi các bạn. Thái độ em này thì không phải nghĩ các bạn. Các bác xem video thì biết đấy, em này thì bị gãy mất một lông cánh bên tay chính là màn hình bên tay trái nhé các bác nhé. Đấy, gãy một cọng thôi, vẫn còn đầu gốc thì các bác nhìn kỹ thôi. Tí nữa em nó sẽ zoom ra. Em này thì màn đuôi rất là nhạy, đấu xòe thì hết bản nhé. Đấy, hót rất là tốt. Em này thì đã có khoảng tầm gần 3 năm lồng rồi các bạn ạ. Chim thuần dễ chơi lắm. Đấy, các bác nhìn đuôi chưa? Đuôi em nó to chưa? Nếu mà không mất một cọng lông đuôi thì các bác biết là đuôi sẽ rất là to nhé. Mà cái clip này thì em không ép hết form chim ra, tránh tình trạng là về nhà các bác này không giống thì các bác lại bảo em là ở nhà em xòe to thế, về nhà bác lại xòe nhỏ. Nhưng thực ra là con chim này đấu xòe rất to các bác nhé. Các bác chim hiện tại vẫn còn rất là gầy, các bác nhìn cũng biết chim rất là gầy. Nếu mà bác nào mà yêu em nó thì mang về chăm sóc thêm mồi tươi cám ngon, và rất là một thời gian là em chim mới bóng mượt nên là đẹp đấy. Các bác nhìn đuôi xem rất là to, to kinh khủng luôn được. Đuôi rất là mỏng, xòe nhìn rất là đẹp. Nếu mà đuôi em này mà được quay ở ngược sáng các bác thì nhìn cực phê luôn. Ấy, các bác nhìn thấy chưa, đuôi to chưa? Báo cáo với các bác là đuôi em này vẫn chưa ra hết bản nhá. Bởi vì chim vẫn còn yếu, chưa căng. Thấy chưa, các bác thấy chưa? Bản đuôi cực nhạy các bác. Hôm nay thì clip này em sẽ xin phép là làm dài dài một chút. Bởi vì con chim này ở nhà em nó chơi tốt quá, hót đầm ầm. Bác nhìn em chim này rất là cao cầu đúng không? Ấy, hót nhìn rất là điềm tĩnh, mẹ chim nó rất còn mệt. Qua nhìn người em nó hót vẫn còn rung 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 kìa các bác kìa. Ấy, đuôi rất là ấy nha bác nhá, đuôi rất là nhạy. Phong cách chơi của này cực đẹp, nhìn như trẻ than. Bác nào thích trẻ than thì làm thêm con này mới về treo thành trẻ cặp mi than. Thank you.
Bây giờ em sẽ ra xách lồng cho bác xem nhé. Bác chờ một chút. Em này thì lắc lồng cũng ngon, em sẽ ra lắc lồng cho bác xem. Chờ thì em ra xách lồng, lắc lồng cho bác xem nhé. Bởi vì là em chim này rất là ok đấy các bạn. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Em đấy, cao cầu cho các bác kiến. Ui xùa, nhìn cao cầu chưa? Nhìn dáng đứng thẳng tắp nha các bạn nhé. Nói chung là em này mà các bác muốn chơi ok thì các bác phải chăm lại, bởi vì thực ra là chim này nó chưa được căng ấy. Lắc mãi như này cũng chẳng thấy em nó nhảy lên nhảy xuống. Nếu không phải có chim không thuần thì chắc chắn này sẽ nhảy xuống bố rồi nhảy lên. Nhưng con này thì không cần thiết các bạn. Đấy, lại đứng cao cầu hót hót ngay, rời tay là hót ngay. Chim rất là mau mỏ nha các bác nhá. Tí nữa em sẽ quay ngang cái lồng cho các bác nhìn rõ hai cái phần bên họa của em nó. Bây giờ em đặt tay lên lồng các bác xem để độ thuần của nó như nào nhé. Nói chung là thuần như này thuần 100% rồi, 150% rồi các bạn. Chim này thì về là các bác là chơi thì chả phải làm gì cả, chăm thêm thôi. Nói chạy chăm thêm lại cho em là được. Còn về bản lĩnh em chim này rất là có bản lĩnh nhé các bác nhé. Chưa? Cao cầu chưa các bác? Nhảy rồi các bạn. Nhưng mà không sao, lại hót này, dừng tay lại hót này. Đấy, em đoán ngay mà. Trời rất là ok. Rồi, phải nghĩ luôn. Không biết clip mình được mấy phút rồi, bây giờ em ra em xem thử mấy phút. Bây giờ em đặt ngang mà lồng rồi nhá, cho các bác xem. Zoom vào à, mới được có gần 8 phút thôi. Zoom vào nha các bác nhá, zoom cho các bác xem này. Ý, các bác nhìn đẹp chưa? Hai biên họa cân đối nhá. Ý, chín rất là đẹp. À, nó kiếm một gì ăn đấy nha các bác nhá. Ăn gì đấy? Đúng chưa? Tam hoàng khác nhìn đẹp thật. Dáng rất là đẹp. Bác nhìn thấy như này ok chưa? Bác nào mà bổ kết em nói nhớ alo cho em nhé. Video của em đến đây cũng khoảng tầm 9-10 phút rồi. Em cũng chắc gọi xin phép các bác để cắt cái video này dừng lại thôi. Không thì nhiều quá thì thẻ nó đầy mất. Chúc các bác xem video vui vẻ nhé. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bác nào mà chưa tìm được, bác nào mà muốn có những chú chim nào mà ưng ý ấy, hoặc là mẫu như thế nào thì bác nhắn tin qua Zalo hoặc là alo cho em theo số điện thoại 0974648909 thì để em tư vấn nhé, và em sẽ chọn cho các bác, đảm bảo với các bác là sẽ có một chú chim ưng ý. Em xin chào tất cả các bác nhé.